quả thôi mà. Đây là quả đầu tiên. Nó có tên gọi kháng không bố? Không. Có một tên nữa. Tên à? Để không rụt hẳn à? Quả chưa chín nhất à? Chắc xanh. Không, không dùng quả chín. Quả đầu tiên. Thơm này. Thơm, ngọt. Ăn là thuốc tốt, ăn thuốc bổ tỳ tốt lắm. Cứng ngắc. Quả chín có mềm không? Không. Chín là bên cứng quá à? Ăn lại càng chín cái vỏ lại càng cứng này. Mỗi lần mổ là ăn thì mổ thế nào? Không, rồi là người ta đập vứt cái vỏ này, người ta lấy cái ruột trong người ta ngâm rượu. À, quả ngâm rượu đó không? Ừ, ngâm rượu vào cái ruột. À, nhóm quả dưa đập ra phải đập ra. Dùng cưa.